Rồi, ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Warriors Orochi Z tiếp ha. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục với nhà Ngô và chúng ta sẽ đến với trận Nam Rồng, chắc là cái trận nào đó ở phía nam của đất Thục, tức là đất chỗ mấy anh Mạnh Hoạch ấy. Rồi, ok, chúng ta vẫn sẽ cầm ba tướng là Chu Thái, Tung Kiên với lại ông Minamoto ha. Tại ba hôm nay mình luyện chưa có xong đó mà. Phải để dành kinh nghiệm cho thằng luyện ông khác nữa chứ. Nói chung là chơi lần này xong mình cũng lụm được khá nhiều đồ. Chà, cái map này nó nhiều đường ẩn lắm. Phải thuộc map mới được. Rồi ok, nói chung là đồ cũng còn tương đối là ok. Kinh chiêu đây xong rồi. Rồi ok, nói chung là tại mình búp đường xanh nhiều nên nhân vật của mình nó tương đối ổn. Nó chơi Samurai Warriors xong qua đây cầm kiếm chém kiểu này thấy ngán sao. À, nhưng mà à hiểu rồi, nếu mà bấm ấn lên á thì nó ổng chỉ chém ngang vậy thôi, còn nếu mà mua nếu mà bấm không thì ông này ổng sẽ chém quay người. Hiểu rồi, chú đòn của chú Thái thì nó hơi khó dùng tí, phải biết cách dùng mới được. Rồi để cho ông Minamoto ổng đánh. Minamoto chắc phải luyện thêm tập nữa, nhưng mà hai nhân vật này thì chắc luyện xong rồi. Tôn Kiên đánh thì đỉnh rồi, khỏi chê. À, nó hiện đường ẩn lên luôn rồi các bạn, khỏi còn đi kiếm như trong cái phần Warriors Orochi Z. Tôn Kiên thì có đánh cái đòn số 4 này mà hất lên thôi. Lâu lâu lỡ ra đòn số 5 thì thôi cũng chịu vậy. Hai ông này chơi kiếm ánh sáng luôn chứ nhìn đỉnh phết. Rồi đây à, mà này kẻ địch có bàn thống à. Đỉnh đây. Hai cái đường ẩn của nó là cũng kinh lắm á nha, chứ không đùa đâu. Ây da, nó có thuộc tính là quýnh nhìn đã hơn hẳn. Ây chà, đã ghê ta. Mà xin lỗi các bạn nha, cho mình coi lại ông Minamoto này là tướng hệ gì. À, tướng Nomo các bạn ơi, thảo nào chiêu thức của ổng đa dạng quá. Rồi qua để đổi lại ông Minamoto đánh xíu. Thảo nào mình nói ủa sao chiêu của ông này cảm giác như nó ngắn ngắn mà nó quýnh rất là đa dạng. Thì ra là vậy. Rồi hình như là ông này có chiêu chiêu nào ra kiếm dài nha. Bữa quýnh ra được kiếm dài. À đây, cái đòn normal của ông này thôi quýnh ra là cũng đã rồi. Chúc Dung với lại bà Ginchio này là cũng khá là đỉnh. Bà Ginchio này bả trấn cái là thấy xong phim rồi. Trời ơi, nó vừa tê mà nó còn vừa có lửa kiểu này nữa thì ai mà chịu cho nổi. Rồi hai bà này đánh tướng với hai bà này đi đánh lính thì mấy thằng lính mới sống sao. Chút vô mình nhìn hoang dã rồi, bà này hấp dẫn vợ Mạnh Hoạch mà đâu có vừa. Nó cầm ông Minamoto này phải nói quýnh thường thôi cũng đã thấy mạnh rồi, chứ đừng nói chi là quýnh thì kêu. Minamoto này đúng là cũng không thua gì tia chớp vàng của làng lá đâu các bạn ạ. Có thêm ớt đỏ đẫm máu ở đây nữa thì cái tổ đội này nó đỉnh quá rồi. À, tàu nhân hả? Cái bộ kêu của ông Minamoto này phải nói là rất là ok luôn. Cái đòn số 5 của ông này là đòn tóm à. Ồ, ông kém ra mấy cái phi tiêu các bạn. Cái bản này nó chưa có cái chiêu vừa quýnh vừa huyết sáo các bạn. Thành ra muốn huyết sáo mọi người phải đứng lại một chút. Tất nhiên là lính thì mình không sợ nó quýnh mình chết đâu, nhưng mà ủa mà quên, nãy giờ quên coi nữa chắc hư à, không chơi dư.
À, ông này thêm một tướng nữa là đủ. Ông này thì tướng rồi, trận này toàn quýnh tướng thôi. Không biết có đủ tướng cho mấy ông này đánh hay không nữa đây. Khoan chỉ cho ông Minamoto cho ổng xong luôn đi. Quên coi để mém tí nữa là mệt rồi. Cũng may là không có ông nào hạn chế dùng skill, nãy giờ mình spam skill kinh quá. Mấy thằng lính này nó phá rất đúng lúc nha. Chưa có xuyên giáp thì mình hơi dở rồi. Hôm nay bà tuổi gì đòi vô gồng với lại Minamoto. Rồi, ok. Tới lượt Tôn Kiên. Rồi đây đi. Có điều màn này nó lên 3 sao rồi nha các bạn. Thành ra là lính nó lì hơn trước. Chúng ta không có càng dễ như mấy màn trước đâu. Mấy màn trước là 2 sao không à. Bắt đầu qua đây bắt đầu nó có vũ khí trắng này nè. Vũ khí đề 3. Mình đang xài cái vũ khí đỏ. Mới đầu là dùng vũ khí xám. Sau đó là lên vũ khí đỏ. Rồi qua vũ khí trắng. Vũ khí đề cuối thì mình chưa lấy được. Tại vì mình chưa chơi ở mức độ cao. Ây chà, thằng này nó đứng xa quá. Nó chưa bể khiên nữa các bạn. Này thì chưa bể khiên này. Không bể khiên vẫn chết nha. Rồi ok. Ô mà tính ra hơi ít tướng, không đủ tướng để luyện rồi. À không, nó spawn ra thêm vậy được. Như là bàn thống hay là trí tướng thì phải biết ẩn quân chứ con nhiêu ra hết ngay từ đầu thì làm gì còn gì là trí tướng nữa. Bàn thống thì cái bộ skill đó giờ không ngon rồi. Ấy già đau đấy. Vậy cho nó ra lính nhiều nhiều xíu mình spam các bạn. Chứ tướng mà lính mà ra ít quá mình quýnh giống như đang quýnh solo, quýnh xong đấu vậy đó, nó không có đã. Rồi đây vô chơi tiếp, Tôn Kiên là chấm hết. Trên thực tế lịch sử thì Tôn Kiên mới là người đã trảm Hoa Hùng chứ không phải là Quan Vũ nha các bạn. La Bán Trung do là đề cao nhà Thục Hán cho nên cố tình hoán công đấy. Vừa mới thoát băng ra lại dính lôi. Này xui quá. Sức mạnh của Tôn Kiên thì đâu có vừa. Bố vợ của Lưu Bị mà các bạn. Mà nó chơi chứ mình có cảm giác là mấy game mình Tâm Quốc á, thường nó làm nó đánh giá khá là nhẹ cái vai trò của Lưu Thực Vũ Hoàng của Tung nha. Hai cái vị công thần mà cuối đời Đông Hán. Tại vì thậm chí hai cái vị này so với Lưu Bị là còn tốt hơn nữa, để bởi vì họ thực sự trung thần. Họ không có ý định tách ra, trong khi đó Lưu Bị vẫn có ý định là tách ra làm một sứ quân riêng nha các bạn. Tức là vẫn muốn được phong vương, nó còn hai người này thật bụng là làm quan cho nhà Hán luôn. Không có ham muốn gì hết. Lưu Thực còn là thầy của Lưu Bị luôn nha các bạn, chứ ổng cũng không phải là một cái nhân vật gì đó tầm thường đâu. Rồi ok, quay về nào. Ủa đánh xong cho ta sao Tôn Kiên luyện lâu vậy? À thiếu hai tướng nữa cơ. À, tướng nhiều lắm, khỏi lo. Thằng bạn mình thì nó hăng quá chứ gì, nó chạy đi trên kia rồi quay về cứu nè. Nó không có phân ra được như bên Samurai Warriors các bạn. Samurai Warriors mình phân hai đường ra, hai đường đi thôi. Còn nó chơi nó đi cái đường này luôn thì ai mà chịu cho nổi. Cũng may là có đường tắt mình chạy về nó khá là ổn. Đúng là Nam An các bạn. Từ từ mình chạy về mình chặn luôn, không cho nó đánh chánh tướng của mình. Mặc dù là mức độ normal thì tướng bên mình cũng không phải là dạng dễ chết, nhưng mà chúng ta cũng không nên chủ quan. Dù nó chơi chỗ mình luôn, mình đánh cho nó dễ chứ khỏi mất công mình chạy đi vòng vòng mình đánh nó mệt lắm. Đồng đội mình thì nó cũng trên kia nó cũng dễ chết đâu. Có điều nó muốn lấn lên nữa thì chắc cũng khó. Đây cứ tới đây anh chấp hết.
Tôn Kiên tới rồi. Này thì đỡ này. Mình chưa dùng thức thứ hai của Tôn Kiên nữa đấy. Chiêu mà chuyên dùng để đánh tướng. Có cái ấn kia rồi. Con Kunoichi bên bản này á, nó chỉ ngon khi nó ăn được cái ấn đó thôi. Nó sấy đam thì các bạn khỏi chê luôn. Nhưng mà được có mỗi cái đó thôi. Ôi thằng này nó đẹp kinh thế nhỉ. Mấy thằng tướng này đẹp giỏi quá các bạn. Này thì đẹp giỏi này. Bây giờ bạn không à. À đây rồi, ok. Tôn Kiên đánh xong rồi, giờ tới lượt Chu Thái. Chu Thái đánh thì đỉnh rồi. Ăn hai cái đó cùng lúc mà không lên cấp nữa thôi. Chu Thái thì cái đòn này của Chu Thái thì nhờ cái đòn số 2 này nhiều nè. Đây, quýnh lên cấp đã luôn. Này thì bàn thống à. Này thì bàn thống này, bàn thống này. Rồi xong. Muốn bàn gì cũng được. Đừng bàn đề là được. Ây da. Ông này đánh đòn thiệt. Bị lính nó bao vây rồi mình không lên ngựa được. Nó không có cái đòn hyper rất là khó chịu nha. Chơi Samurai Warriors rồi chơi lại mấy cái bản này không có chịu được. À nó không cho tôi lên ngựa. Cho lên ngựa cái không muốn đánh lính, đánh tướng thôi. Cho nó xong việc nào. Mới đánh xong màn này mở được ai ta. Rồi mở được một cái cửa nữa. Rồi bây giờ chúng ta cố gắng chạy đường tắt lên cho nó lẹ nào. Đây, chạy qua đây. Rồi chạy thẳng lên trên kia. Cái màn này phải biết đi đường tắt chứ không thôi chạy chậm lắm. Tất nhiên là trừ khi các bạn lấy được sức thố ra rồi thôi chạy đường tắt hay đường vòng gì tùy. Nhưng mà nói chung là trong lúc mà chúng ta không có ngựa xịn, tại chẳng qua là mình đang đi luyện thì tất nhiên là không thể là lấy đồ, lấy mấy con, nói chung là tại thiếu vòng mà các bạn không, thêm một vòng nữa là mình có rồi. Mình bỏ cái may mắn thì bỏ cái kinh nghiệm ra thì cũng không được. Bỏ kinh nghiệm thì họ không đủ kinh nghiệm để lên vũ khí, lên cấp nhân vật. Còn bỏ cái may mắn ra thì chúng ta đánh tới level 5 thì nó màn năm sau thì nó cũng không có ra được đồ tốt cho mình. Rồi mấy cái lưu này mình chém rồi nó ra lửa hả? Chắc là lưu nổ rồi các bạn, mà không nổ liền thôi. Ôi trời ơi, ghê quá. À, tướng nhà Ngụy à. À, con chân thị. Rồi đây, ông này, ông bắn thì đỉnh rồi. À, mà xuôi qua nó đỡ được, đúng lúc nó đép các bạn. Rồi, tới được Tôn Kiên đánh nào. Chân thị mà ra khúc này thì hơi bị đỉnh rồi. Ai chà. Có bạn nói là hình như là Tào Tháo thấy Chân Thị đẹp tính bắt về làm vợ, nào ngờ Tào Phi nhanh tay hơn. Thành ra sau cùng thì Tào Tháo phải chấp nhận cho anh Chân Thị làm con dâu của mình. Thì mình thì nói chung là những cái thông tin mà nó nói xấu Tào Tháo thì khá là nhiều.
thì mình thì không nghĩ là ông Tào Tháo ông có ý định đó đâu. Tất nhiên là đi đánh nhau thì ai cũng muốn bắt cái đẹp về để mà có cái mà thưởng thức. Tào Tháo của ngoại lệ, thậm chí ông còn thích vợ của kẻ thù nữa. Nhưng mà nếu mà xác cái nghĩa đó thì ông phải thích vợ của Biên Thiệu chứ không phải là thích con dâu của Biên Thiệu. Nói chung mà ăn này để người khác ăn với chứ mình ăn không sao được. Chà. Rồi, ok. Rồi, xong. Nói chung là màn năm rông này 3 sao rồi, đã quýnh hơi nặng đô một tí. Mà hiện tại quân mình mạnh rồi cho nên là không sao. Tông Kiên, Chu Thái với lại ông Minamoto, ba người này đều là tướng mạnh nên ta chơi nó khá là dễ các bạn. Ông Minamoto phải nói là quá đỉnh luôn. Ông Chu Thái với ông Tông Kiên thì khỏi nói rồi. Tông Kiên thật ra cũng không mạnh lắm nhưng tại cái bộ kêu của ông dễ dùng. Chu Thái thì được cái là ông đánh nhanh, mở được mạnh hoạch thì mình luyện rồi. Chúc Dung có lẽ mình nên luyện Chúc Dung. Rồi bút cho kỹ thuật, nâng cái refill với được cái bút. Rồi nè, đây nè, nó ra được vũ khí trắng rồi đây. Có cây đỏ mà không sao, miễn có cái đồ để búp là được rồi. Mở người được 3 cây, lần này lụm được đồ hơi ít. Mở được mạnh hoạch với Chúc Dung, hai tướng này hình như mình mở được bên chiến dịch nhà Thục rồi. Vẫn còn luyện à. Vậy là chưa đợi, Tông Kiên là luyện xong rồi nè. Rồi, ok, vậy tiên Tông Kiên vô ngủ. Bây giờ chúng ta có tướng nào đây? Mạnh hoạch là luyện rồi, Chúc Dung mới là chưa luyện. Có bộ lấy Chúc Dung ra đánh đỉnh lắm á nha. Đây, có một tướng sức mạnh luôn cho nó đúng bài. Rồi, đầu tiên mình úp vũ khí trước đi. Đầu tiên là ông... đây, ông này. Cho ổng cái này đi. Rồi, xong. Cái kia thì không đủ để bù vô nên thôi. Rồi, ok, có xuyên giáp, có slay, có răng, có tốc độ đánh là được rồi. Ông Tôn Kiên thì để coi không xài, nhưng mà thôi mình nghĩ cũng nên nâng cho ổng tội nghiệp ổng. Đây, Tôn Kiên có cây này đỉnh lắm. Cây này người ta không cần. Răng, bỏ vô cái ai đi. Tốc độ đánh thì thay cái multi, mình không cần chơi bóng. Tại bản này cái phân thân nó không lợi thôi chứ qua bên kia qua bên Samurai Warriors bộ game 2 cái gì phân thân bóng mình thích thì mồ. Rồi ông Minamoto đâu? Đây. Được 3 cây. Cái này ngon rồi lấy trước. Rồi tăng cái xuyên giáp lên, tăng cái tầm đánh lên. Đồ đỉnh phết. Lên tới đây là đồ món nào món nấy rồi, chắc như rất cất các bạn. Cái mai chưa có cái gì thay đổi thì thôi. Rồi còn 19 kinh nghiệm thì 19.000 để nâng cho bà Chúc Dung. Chúc Dung đánh thì chúng ta không có gì để mà phàn nàn luôn á. Trong tao quốc chí 7 thì nó là vậy mà mấy bản kia mình chưa chơi thử, mình chưa biết. Mà cái này đó nó xét theo tao quốc chí 5 nha các bạn. Rồi để coi thử coi. Rồi bút vô dòng xanh là thấy ngon rồi. Mulit rồi gần đủ các bạn. Thêm xíu nữa là ngon. Rồi ok, giống như tướng Tam Quốc thôi. Tam Quốc này tướng nào cũng giống nhau. Cái bộ kêu á, bà này thì chỉ có mỗi một cái chiêu thôi là bà tướng sức mạnh mà, nhưng mà ông sao tướng sức mạnh là thấy ngon rồi. Bây giờ thì nhìn cái này là quá đã luôn các bạn. Ngựa lên level 10 là ok rồi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.